tấn công Kharkov thiệt hại nặng nề. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Nga đã mở mặt trận tấn công tại Kupians ở Kharkov trong khi vẫn giữ vững các tuyến phòng thủ trải dài trên 1.000 km và buộc quân đội Ukraine phải tiếp tục hành xác trên các bãi mìn trước khi muốn đột phá vào các vị trí của quân đội Nga. Thất bại này của Ukraine được truyền thông phương Tây đồng loạt công nhận. Liệu Tổng thống Zelensky phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này đây? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nga tấn công trung tâm hậu cần quan trọng ở Kharkov. Trong khi Ukraine một lần nữa tấn công Moscow và Crimea, thì kênh 3 cho biết rằng sân bay quốc tế Giuliani ở Kiev đã bị trúng tên lửa và mức độ thiệt hại hiện vẫn chưa rõ. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết rằng Ukraine tiếp tục ném mình vào phòng tuyến vững chắc của người Nga và Nga đang tiến lên một cách đều đặn. Bất chấp những tin tức lạc quan từ phía Ukraine, thì những diễn biến thực địa hàng ngày cho thấy Ukraine đang thua. Trong khi đó, người Nga tiếp tục định hình chiến trường của chính họ. Theo hãng tin TASS vào ngày hôm qua, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Krasnilyman, Zaporozhye, cũng như là tiêu diệt 180 binh sĩ Ukraine tại Donetsk chỉ trong một ngày. Cũng tại Zaporozhye, Nga đã tấn công một địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài Ngoài ra, bốn kho đạn của quân đội Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư Danes, Kharkov và Zaporozhye. Tại mỏm Vremivsky, quân đội Ukraine đang nỗ lực để chọc thủng tuyến phòng thủ, nhưng hiện tại phía Nga vẫn giữ vững vị trí của mình. Hiện Ukraine chỉ giành được một số vị trí nhỏ ở vùng lân cận của trại Koshak ở tả ngạn của dnieper Hiện, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về mặt trận Kupyansk ở Kharkov. Và ngày hôm qua, Nga đã đẩy lùi được bốn cuộc tấn công của Ukraine và trong 24 giờ, quân Ukraine mất hơn 165 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, một khẩu pháo tự hành Graf và hai trạm radar phản pháo của Mỹ. Trước đó một ngày, người Nga đã bắt đầu mở cuộc tấn công và săn bằng tuyến phòng thủ ở phía trung tâm đường sắt hậu cần quan trọng của Kupiansk cách đó vài km, buộc cho Kiev phải ban hành lệnh sơ tán bắt buộc với cư dân trong khu vực. Nhưng mà đa số cư dân Kupiansk có cảm tình với Nga và rất ít người chịu rời đi. Chuyên gia phân tích quân sự Vladimir Rozin cho biết như sau: Tình hình theo hướng Kupyansk đối với lực lượng vũ trang Ukraine đang nhanh chóng trở nên phức tạp hơn khi mà lực lượng Nga chỉ cách 7 km, cũng như các cơ sở của lực lượng Ukraine xung quanh đều nằm trong tầm hỏa lực của pháo binh nga. Sau vài tuần không kích vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở Kupyansk, hầu hết các đơn vị của Ukraine đều gặp tình trạng thiếu đạn dược. Như vậy thì có thể thấy mặt trận Kupyansk hiện đã bắt đầu nóng dần lên. Thành phố Kupiansk được coi là một trong những trung tâm hậu cần của Ukraine tại Kharkov và để cứu vớt được tuyến hậu cần quan trọng này, thì Ukraine sẽ buộc phải rút một số đơn vị chiến đấu ở các mặt trận khác để điều động tới đây. Dù thế nào đi nữa, Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình huống khốc liệt do thiếu đạn dược cũng như là nhân lực. Như thường lệ, những bước tiến mới của Nga hầu như không được truyền thông phương Tây quan tâm. Đồng thời, họ cũng phớt lờ luôn sự thất bại của Ukraine tại mặt trận Kupiansk. Tuy nhiên về tổng thể, phương Tây đã không thể che giấu được thất bại của Ukraine trên chiến trường. Tuyên bố gây sốc của Ba Lan, Ukraine đã thất bại. Giờ đây, hàng loạt các kênh truyền thông lớn của Mỹ như là The Hill, Washington Post, NBC và CNN đều đang thừa nhận rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Thậm chí, họ còn thừa nhận rằng Ukraine không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất chính là tuyên bố của Tổng thống Ba Lan Trả lời phỏng vấn của The Washington Post, Tổng thống Duda đã làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Kiev không phải là đang chiến đấu bảo vệ các giá trị của phương Tây, mà ngược lại, phương Tây đang giúp cho Ukraine bảo vệ lãnh thổ của mình. Thứ hai, đó là quân đội Ukraine đã phản công thất bại. Cần phải lưu ý là những câu chuyện tuyên truyền hàng đầu về Tổng thống Zelensky hiện tại chủ yếu xoay quanh hai vấn đề. Một là Ukraine đang hy sinh để chiến đấu với Nga vì lợi ích của phương Tây. Hai đó là cuộc phản công đang diễn ra thành công. Chính trong bối cảnh đó mà Tổng thống Ba Lan đã tuyên bố điều mà cho đến nay chưa có bất kỳ một nhà lãnh đạo phương Tây nào dám công khai bày tỏ về Ukraine. Có thể nói rằng tác động tổng hợp của các yếu tố trên đang gây ra khó khăn cho Tổng thống Biden trong việc xin Quốc hội Mỹ chấp thuận khoản viện trợ 24 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó bao gồm 13 tỷ đô la hỗ trợ quân sự và 12 tỷ đô la cho cứu trợ nhân đạo. Theo dự báo, sẽ có một cuộc chiến giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ của Mỹ tại Quốc hội khi mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng ông sẽ không ủng hộ bất kỳ một khoản chi tiêu mới nào vượt quá giới hạn. Cũng vậy, trên bình diện quốc tế thì chính quyền Kiev gần như trắng tay tại hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út. Bất chấp hàng loạt tin dữ kéo tới, quân đội Ukraine vẫn buộc phải nỗ lực để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam và phía đông Ukraine. Nhưng mà Ukraine đơn giản là không có đủ người và thiết bị để vượt qua các phòng tuyến kiên cố đó. Ngay cả khi Kiev đánh đổi mạng sống của vô số binh sĩ chỉ để đạt được một bước đột phá cục bộ thì họ vẫn không có đủ nguồn lực cần thiết để giữ cho được những khu vực mới chiếm đóng này Trong khi đó, chiến dịch của Nga đang dần tăng tốc Truyền thông Ukraine là tờ Strana đã chính thức ghi nhận rằng từ mặt trận Kupyansk đến Bakhmut, người Nga đã gia tăng số vụ tấn công lên rất nhiều Tờ này viết như sau Trong tháng qua, tổng số cuộc tấn công ở các hướng Kupyansk, Limansky và Bakhmut đã tăng lên đáng kể vào tháng 7, trong tuần có từ 6.000 đến 6.500 cuộc tấn công. Trong tuần đầu tháng 8 thì chúng đã tăng lên 9.000 cuộc. Phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraina, Ruslan Mujich đã thừa nhận rằng người Nga không hề thiếu đạn dược, rằng lực lượng hàng không Nga đã tích cực tấn công trong vài tuần qua. Với từ 50 đến 80 cuộc không kích diễn ra mỗi ngày. Đó là tin xấu cho quân đội Ukraina trước các cuộc tấn công của Nga dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trong khi đó, tiêm kích F16 thứ vũ khí mà Kiev thèm khát vẫn tiếp tục bị trì hoãn thêm 9 tháng nữa do vấn đề huấn luyện phi công. Tình cảnh của binh sĩ Ukraine trên chiến trường cũng khá bị đát. Truyền thông Ukraine đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một tay súng bắn tỉa Ukraine ở mặt trận Bắc Mút với bí danh là Prosiki. Anh này đã hé lộ về tình hình của lực lượng Ukraine và Nga ở 6 điểm như sau. Thứ nhất là những tân binh Ukraine được đưa ra mặt trận chưa từng trải qua huấn luyện và thường ngoài 50 tuổi, không khỏe mạnh. Thứ hai các binh sĩ buộc phải chiến đấu ở chiến tuyến trong 6 tháng trở lên thì mới được phép rời chiến trường. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn phương Tây thì họ chỉ cần ở trong vùng chiến sự không quá 3 tháng. Thứ ba, đó là sĩ quan chỉ huy của Ukraine đã chia lực lượng thành các nhóm nhỏ độc lập và buộc họ phải tấn công trực diện vào các vị trí kiên cố của Nga. Thứ tư, là tay súng Prusinki này thừa nhận lực lượng Nga chiến đấu tốt hơn. Thứ năm, ông ấy cũng tin rằng lực lượng Nga vẫn chưa sử dụng nhiều tài nguyên mà họ có để chống lại Ukraine và thứ sáu đó là người nga sẽ kiên quyết giữ chắc tuyến phòng thủ và một sự bế tắc dẫn đến kịch bản giống như triều tiên sẽ xảy ra tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một tay súng bắn tỉa ukraine nó cũng có thể là suy nghĩ của hầu hết các binh sĩ đang chiến đấu tại tiền tuyến tuy nhiên đó chưa hẳn là suy nghĩ của người nga mục tiêu của tổng thống putin là phải giải phóng ít nhất bốn khu vực mà nga đã tuyên bố chủ quyền vì lý do đó chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không dừng lại khi còn chưa đạt được mục tiêu trong bối cảnh rối ren này thì truyền thông phương Tây lại bồi thêm một thông tin chấn động khác. Điệp viên hai mang của Đức cung cấp thông tin nhạy cảm cho Nga. Có thể nói rằng Đức đã trở thành quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine lớn thứ hai chỉ sau Mỹ. Cam kết của Đức rằng sẽ hỗ trợ mọi thiết bị quân sự cần thiết để cho Ukraine chuẩn bị một cuộc phản công đã trở thành tia hy vọng lớn. Tuy nhiên, thực tế không như những gì đã hứa. Xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Mander và tên lửa Iris T vẫn luôn bị chính phủ Đức trì hoãn thời gian chuyển giao. Chính vì sự chậm chế này của Đức mà khiến cho đồng minh châu Âu đặt ra câu hỏi liệu có phải chính quyền của Thủ tướng Stolz không hề muốn chuyển giao các thiết bị quân sự quan trọng cho Ukraine. Giữa sự đoàn kết có vẻ như là lỏng lẻo của NATO, một âm mưu mờ ám đang diễn ra trong lòng nước Đức. CNN mới đây đã hé lộ vụ bắt giữ một quan chức chính phủ Đức bị cáo buộc bí mật chia sẻ thông tin nhạy cảm với Nga. Người đàn ông này làm việc tại văn phòng liên bang về thiết bị quân sự và công nghệ thông tin của Bộ Quốc phòng Đức. Theo CNN, nhân vật này đã bị cáo buộc từng làm việc cho một cơ quan tình báo nước ngoài và từ tháng 5 năm nay, người này đã nhiều lần tiếp cận Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và Đại sứ quán Nga tại Berlin để đề nghị được hợp tác. Người đàn ông này bị cáo buộc đã bàn giao dữ liệu thu được trong quá trình làm việc tại Bộ Quốc phòng Đức cho cơ quan tình báo Nga. Việc ông ta bị bắt giữ tại thành phố Koblenz, miền Tây của nước Đức đã gây ra một làn sóng chấn động. Cơ quan chức năng đã thực hiện các lệnh lục soát tại nhà riêng và nơi làm việc của ông ấy. Vậy thì liệu điều này có gì khuất tất đằng sau vụ án gián điệp liên quan tới cam kết viện trợ vũ khí của Đức cho Ukraine hay không? Vụ bắt giữ gián điệp hai mang này cho thấy có vẻ như Đức không chỉ cam kết hỗ trợ Ukraine mà còn vô tình hỗ trợ cho cả Nga. Có nghi ngờ rằng thông tin nhạy cảm về các điều khoản viện trợ quân sự dành cho Kyiv đã lọt vào tay chính quyền Nga. Điều này lý giải vì sao mà người Đức luôn tỏ ra miễn cưỡng cung cấp một số vũ khí tối tần cho Kiev, chẳng hạn như là xe tăng Leopard. Thậm chí, Đức còn phản đối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí tinh vi như vậy không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vào lúc này. Nhưng mà cuối cùng thì Đức vẫn phải chuyển giao trước sức ép từ nhiều phía. Điều đó cũng đã lý giải cho lý do, ngoài mặt thì Đức tỏ ra cứng rắn chống Nga, nhưng mà lại luôn cản trở Ukraine trở thành thành viên của NATO cũng như gia nhập EU. Đức cũng phải cay đắng câm lặng khi mà đường ống Nord Stream bị phá hoại, vốn là huyết mạch duy trì sự sống còn cho nền kinh tế Đức. Điều đáng nói, đó là trong chính nội các của thủ tướng Scholz cũng xuất hiện những mâu thuẫn và rạn nứt. Đứng đầu trong số đó là ngoại trưởng Đức và cũng là thành viên Đảng Xanh, Annalena Baerbock. Bà này luôn ủng hộ quan điểm của tổng thống Mỹ Joe Biden và chống phá Nga một cách dữ dội. Trong khi đó, Thủ tướng Olaf Scholz, theo Đảng Dân Chủ Xã hội Đức thì lại luôn mong muốn giữ một thái độ trung hòa giữa Mỹ và Nga. Vì vậy mà bà Baybock đã từng nhiều lần không buồn che giấu sự bất bình với Thủ tướng Scholz. Có thể nói rằng cuộc chiến Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn châu Âu, đặc biệt là nước Đức. Đức đã trở thành một vệ tinh kinh tế trong cuộc chiến tranh lạnh mới này của Mỹ và Nga. Cũng cần phải lưu ý rằng, sản phẩm phụ trong cuộc chiến tranh lạnh mới lần này đó chính là việc ông Biden thúc đẩy kế hoạch năng lượng xanh. Dưới chiêu bài ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, Nền tảng chính sách kinh tế của Joe Biden là để các công ty dầu mỏ của Mỹ và NATO kiểm soát nguồn cung cấp dầu khí của toàn thế giới, tức là giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thứ năng lượng mà cả Nga và Ả Rập Xê Út đều là hai ông lớn thống trị thị trường. Đó là bối cảnh của cuộc chiến ngày nay ở Ukraine, vốn chỉ đơn thuần là bước đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ nhằm ngăn chặn thế giới trở thành đa cực. Quá trình này sẽ khiến cho nước Đức, một cường quốc châu Âu, phải ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí hóa lỏng của Mỹ và nền kinh tế công nghiệp tiên tiến nhất của châu Âu là nước Đức đã phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu khí đốt, dầu và kim loại của Nga để duy trì nền công nghiệp sản xuất của mình. Thực chất, các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ còn có thêm một mục tiêu nữa, đó chính là tiêu diệt nước Đức. Có một điểm mà rất ít người biết đó là cách đây một năm khi mà cuộc chiến trừng phạt của Mỹ và Nga phản tác dụng, Berlin và Moscow đã từng hồi sinh một kênh liên lạc bí mật thông qua cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder trước khi đường ống Nord Stream bị phá hủy ít ngày. Trở lại với vụ bắt giữ gián điệp hai mang tại Đức, liệu đó có phải là một đòn cảnh cáo với bất kỳ một quan chức Đức nào đang ngầm muốn phục hồi quan hệ với Nga hay không? Rằng một mặt Đức buộc phải cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, nhưng mà mặt khác cũng không được chuyển các thông tin nhạy cảm về các loại vũ khí quân sự của NATO cho Moscow. Lối thoát nào cho Zelensky? Nước Mỹ sẽ bước vào một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, một luật bất thành văn của các tổng thống Mỹ đó là nếu muốn tái tranh cử trong năm bầu cử là không được phép có bất kỳ một thất bại nào trong chiến tranh. Những gì đã xảy ra với tổng thống Johnson vào năm 1960 là một bằng chứng cho điều đó. Việc ông này vi phạm nguyên tắc bất thành văn ở trên đã khiến cho ông ta buộc phải từ bỏ cuộc tranh cử. Theo Wikipedia, bất chấp việc tổng thống Johnson tăng cường điều quân Mỹ tham chiến cùng với các chiến dịch ném bom liên tục tại Việt Nam, chiến tranh vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Công chúng Mỹ bắt đầu nghi ngờ về các tuyên bố lạc quan của Tổng thống Johnson rằng chiến thắng đang ở gần. Mặc dù nhận được nhiều sự tán thành vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, song sự ủng hộ dành cho Johnson đã suy giảm do công chúng Mỹ quá thất vọng với kết quả chiến tranh. Vì vậy mà Tổng thống Johnson đã thất bại trong việc ứng cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trở lại với thời điểm hiện tại, Tổng thống Joe Biden cần phải đóng băng cuộc xung đột vào cuối năm nay, ít nhất là để khiến cho công chúng Mỹ cảm thấy rằng Mỹ không bị xa lầy vào cuộc chiến này đặc biệt là trong bối cảnh Nga không thể bị đánh bại về mặt quân sự như là truyền thông phương Tây vẫn loan tin. Vì vậy, một hiệp định đình chiến phải được tiến hành với Nga thông qua đàm phán. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đó là Tổng thống Zelensky cương quyết không đàm phán với Tổng thống Putin. Theo truyền thông Ukraine vào hôm 10 tháng 8, chính quyền Kiev vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và chỉ chịu ngồi vào bàn đàm phán với hai điều kiện. Một là Nga phải rút lui hoàn toàn quân đội của mình ra khỏi Ukraine. Và thứ hai là chính quyền Putin phải được thay thế. Tất nhiên là hai điều kiện này sẽ không bao giờ được phía Nga chấp nhận. Và để cho Moscow ngồi vào bàn đàm phán thì nhiều khả năng Washington sẽ buộc Tổng thống Zelensky phải ra đi. Nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà truyền thông phương Tây đang dần phơi bày các vụ tham nhũng trong chính quyền Kiev. Phải chăng mục đích là để buộc Zelensky phải từ chức? Ngày hôm nay thì BBC News, The New York Times, NBC News, Financial Times đã đồng loạt đăng tải về việc chính quyền Kiev ra tay chấn áp tham nhũng bằng cách sa thải hoàng loạt các quan chức phụ trách tuyển dụng lính nghĩa vụ tất nhiên mỹ có rất nhiều bằng chứng về các hành vi tham nhũng của chính quyền zelensky nhưng mà chính tổng thống joe biden cũng đang phải đối mặt với việc đảng cộng hòa đẩy mạnh vụ điều tra con trai ông ta nhận hối lộ từ các nhà tài việt nga ukraine và trung quốc rõ ràng rằng mỹ không thiếu kế hoạch để loại bỏ tổng thống zelensky bao gồm việc công khai kế hoạch dự phòng trong trường hợp tổng thống zelensky tử vong tuy nhiên bãi nhiệm zelensky một cách hòa bình vẫn là lựa chọn tốt hơn cả bởi vì tổng thống ukraine từng có tỷ lệ ủng hộ trong nước rất cao và là biểu tượng đấu tranh dũng cảm cho đất nước này, cho nên kế hoạch tung bằng chứng tham nhũng sẽ là một cách tốt nhất để khiến cho người dân bất tín nhiệm với zelensky về phía nga có thể điện kremlin không muốn tổng thống zelensky biến mất bởi vì xét cho cùng thì ông ta chỉ là một diễn viên chứ không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp nên sẽ không có chiến lược thông minh nào mang lại lợi ích cho ukraine điển hình là việc tổng thống zelensky đã kiên quyết cố thủ bakhmut và nướng quân vào cỗ máy xay thịt này Quyết định sai lầm đó đã bị Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tướng Zaluzny phản đối quyết liệt. Cuối cùng, kết quả là Bakhmut thất bại sau 8 tháng, kèm theo 40 lữ đoàn quân chủ lực của Ukraine chỉ còn lại chưa đến một nửa. Rồi sau đó lực lượng này lại tham gia vào cuộc phản công vào tháng 6 và cũng thất bại thảm hại. Như vậy thì xét cho cùng, hình tượng Tổng thống Zelensky chỉ có ý nghĩa biểu tượng nhưng không có năng lực thực tế. Vì vậy mà người Nga cũng chẳng cần phải phế chuất ông ta làm gì chính zelensky đã tự tay hủy diệt đất nước của mình nếu như nga thực sự muốn loại bỏ tổng thống zelensky họ chỉ cần thả vài quả bom rơi đúng chỗ ở kiev mà không cần phải giữ lời hứa với cựu thủ tướng israel cho đến nay nga vẫn chưa ném bom kiev trên diện rộng vì không muốn tổng thống zelensky phải rời bỏ đất nước điện kremlin chỉ cần đợi cho đến khi người dân ukraine bất mãn với zelensky ở một mức độ nhất định đồng thời chính quyền biden không thể chịu đựng ông ta thêm được nữa thì chiếc ghế tổng thống nhất định sẽ đổi chủ và đàm phán đình chiến sẽ diễn ra Điều đó có nghĩa là về mặt khách quan, Tổng thống Zelensky đã trở thành chất xúc tác cho việc kết thúc chiến tranh. Ukraine sẽ không có cơ hội đánh bại Nga về mặt quân sự. Nga thậm chí còn chưa sử dụng tới quân đội chính quy. Vì vậy, cuộc chiến này chỉ có thể được giải quyết bằng chính trị và thời gian không đứng về phía Ukraine và NATO. Ukraine đang tàn vỡ và cần có ai đó phải chịu trách nhiệm. Vậy thì lối thoát nào là tốt nhất cho Tổng thống Zelensky đây? Chỉ có Tổng thống Joe Biden mới có được câu trả lời cho câu hỏi này bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo